Đầu tiên thì là có gia đình chị Loan Nguyễn ở Úc. Thì tổng số tiền mà giúp cháu trả làm nhà là gửi lần đầu là 40 triệu. Có một anh giấu tên ở Mỹ gửi 300 đô, đổi tiền Việt là được 7 triệu 125 nghìn đồng. Có một cô, một bác hoặc một anh, một chị nào đó gửi hỗ trợ là 500 nghìn, nhưng nội dung chỉ ghi là hỗ trợ em trả mồ côi thôi. Vậy nên là các bác nào xem được video này, thấy cao nguyên đá đọc được cái phần kinh phí hỗ trợ này, thì là cái phần 500 nghìn này đã được đọc và cũng như đã được gửi đến gia đình nhà em trả. Và tiếp theo nữa là gia đình chị Loan Nguyễn ở Úc thì gửi thêm 15 triệu nữa. Thì tổng cái số tiền mà gia đình nhà chị Loan ở Úc thì là gửi là 55 triệu đồng rồi. Và tổng số tiền mà Cao Nguyên Đá đã nhận được cái số tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh của cháu trả đến ngày hôm nay là 62 triệu 625 nghìn đồng. Quý vị thân mến, hiện tại thì Cao Nguyên Đá đang có mặt trên đường vào nhà cháu trả rồi không ạ. Trong cái hành trình đi từ ngoài huyện vào đây ấy, thì vừa trải qua cung đường đấy thì mọi người cũng đoán ra rồi. Quý khán giả quen thuộc ở trên kênh của Cao Nguyên Đá hoặc là quý khán giả trên kênh của Anh Ngọc và Sắc Dân Tộc thì cũng có thể biết được. Hôm nay thì là Cao Nguyên Đá vào đây để thăm lại hoàn cảnh của cháu trả cũng như là xem cái phần nền nhà. Hiện tại thì đã được kênh Anh Ngọc đang giúp đỡ để phá đá làm nền rồi. Cháu trả để ở ngay kia. Nãy thì bên kênh của anh Ngọc là cũng có em Cấy là cùng vào đây với Cao Nguyên Đá để chia sẻ lại cái nội dung giúp đỡ nhà cháu trả. Anh chào Cấy nhá. Ừ. Đấy, thanh niên. Chú đấy. Ừ, chào trả nhá. Bắt tay cái nào.
Đi học cái rồi nhờ, nhìn khác hẳn ngay. Đúng rồi, vừa cháu cũng đi học đây. Tức là trời cũng đây mấy hôm nay không biết mưa phùn ấy. Mưa cái kiểu này thì đường cũng rất là trơn. Đường trơn lắm. Lúc này anh lên cái đoạn đường đất chắc cũng trơn hả? Ừ, trơn mà. Ga mạnh lên thì cũng trơn, mà không ga thì không lên được dốc. Dã man nhờ, cái đá này kinh khủng luôn mọi người ạ. Đội anh em làm là được hơn một tuần rồi đấy. Hơn một tuần thì mình chỉ làm được như thế thôi. Hôm trước mình bảo là vẫn phá hết kiểu đến cái đoạn này, nhưng mà ừ, cái này cứng quá không làm được đấy. Thì cũng là đội anh em cũng bảo bó tay dùng máy khoan rồi. Làm à, tính ra là hơn gần 20 công rồi. 20 công à? Vâng. Thì đội anh em cũng bảo là dùng máy khoan xong là mình búa đặt ấy, chạy ra dần, nhưng mà cũng khó. Vì khóa độ anh em cũng khóa cho độ anh em ở đây gần đây thôi mà. Khóa lại cho độ anh em vào. Thế thì dự kiến là khoảng bao nhiêu hôm nữa thì xong cái này em? Cái này nếu mà độ anh em không bận thì chắc cũng tính ra tầm tuần nữa. Vẫn còn liên quan sau này vẫn đào ba cái hố của cái cột ấy, giữ đổ cột ấy. Đổ cột, đổ sàn ra ngoài này đúng không? Đổ sàn ra ngoài xong rồi còn cái phần móng. Sau này đào móng ở đây thì có độ thợ anh em ấy để độ sai nó vào đo đạt, thì còn độ này thì chỉ biết sang cái mặt bàn xong đào hố này, đào móng cho anh em mình thôi. Độ anh em này thì không biết sai ấy. Không biết xây đúng không? Vâng. Nói chung là thợ phá đá riêng nhỉ. Vâng. thợ xây thì sẽ là riêng. Vâng. Cái đất này không biết là của ai nhỉ, phía trước mặt này này. Ở bên dưới là chắc họ thôi, còn đường trước kia cái nhà cũ của bố mẹ em cháu trả thì cũng bảo đến bên kia. Đến cái đoạn đường bên kia, cứ là hết cái mặt đường đấy. Nhưng mà bây giờ đường đi lại vẫn có nhà bên trong họ đi lại thì mình cũng phải để trượt ra. Cái này thì cũng khó để mà làm rộng lắm mọi người ạ. Một là cái phương án hôm trước ấy, thì thấy bảo là làm cái nền nhà là bao nhiêu nhỉ, cái nhỉ, cái diện tích là bao nhiêu em? Cái nền nhà cái chỗ này hôm trước mình đo là 6m nữa. Đến đây thôi, nhưng mà cũng chưa biết sao rồi, chính do cái đá nó cứng quá thì tôi có thể mở rộng đi vào bên trong. 6m rưỡi là ra đến tận chỗ mép đường kia rồi đấy. Không, đến mình phải để trượt ra chứ, phải để trượt ra tầm khoảng 2m cái đường đi ạ. Hôm trước mình đo lấy thước đo ra thực tế là đến đây 6m nữa thì về đến đây. Xong là từ cái chỗ này thì 5m đến đây rồi. 5m đến đây, xong thì mình vẫn để tự kế độ cột ở đấy. Xong vẫn để trượt ra cho đường họ đi lại. Anh hiểu. Hôm trước thì anh Ngọc cũng vào xe xem thì mình cũng không thể làm là sát mét đường điện được. Tính ra nhưng mà vẫn có cái chưa đổ cái sàng này. Nói chung là mình mà hôm trước này cũng tính ra là đậy lấy cái đá này là kè, mình thuê độ anh em kè ra xong lấy đất lớp ra cho nó cái màn bàn phẳng, nhưng mà vẫn công nó tốn cũng như nhau, có khi là còn hơn ấy, hơn cái mình đổ sàng lên ấy. Thì tính ra là cái phần đá này số lượng đá rất là nhiều ấy, bên này cũng tầm 2-3 xe, bên kia vẫn có nữa. Hiện tại thì đá này đang dư rồi. Nhưng mà về cái vấn đề là như thế này, để chia sẻ lại với quý cô bác và mọi người có thể là nắm được rõ hơn ấy. Nếu như mà mình mà kè đá ra này, sau đó đổ đất ấy, thì cái lối đi vào trong cái hộ gia đình này nó rất là bị, nó bị bí. Đấy, thế nên là không thể kè được. Nếu như mình đổ sàn ấy thì có ba cái cột ở dưới ấy, thì nó vẫn là thoáng. Và khi người ta chở cái gì nặng hoặc như thế nào đấy thì người ta có thể là bỏ xuống, người ta luồn qua được. Nhưng một khi mà đã kè kín vào rồi ấy, chỉ có cách là thả xuống dưới cho bấc nhấc lên thôi. Nhưng đổ được cái sàn này nó lại có một cái điều đặc biệt là như này, cháu chả có thể để củi. Đúng rồi đấy, để tận, rất nhiều thứ tận dụng đấy. Nhưng mà mới đầu là anh em là phương án là tính là đổ cái sàn này để làm sàn chăn nuôi. Cái dưới sàn gầm sàn ấy, nhưng mà không thể làm được vì nó nhỏ quá, thì về sau này để củi. Còn về cái việc còn cái việc mà giúp cháu chả có thể là làm chuồng chăn nuôi ấy, thì khi mà xây cái căn nhà chính lên thì là cũng sẽ cố gắng là làm tính toán làm sao để là để cái chuồng chăn nuôi và cái làm thêm cái nhà vệ sinh cho cháu nữa. Thế nên chắc mình sẽ tính làm bên ngoài, kiểu như nếu mà cái chỗ nền ấy hẹp thì cái nhà vệ sinh mình có thể làm bên ngoài cũng được. Đúng rồi. Còn vì toàn đá rất nhiều, tới này cái căn nhà mình còn làm ở bên trong này cơ. Đúng rồi. Lùi cái đẩy cái con nhà là làm sát bên trong bên kia. Vâng.
Thì bên trong cũng toàn đá to lắm. Hôm trước gọi anh em đội thợ phá đá này vào, lúc đầu đội anh em cũng cũng bảo là rất là lo ấy, sợ. Nhưng mà nói chung là cũng tiền thôi, nếu mà hợp giá thì vẫn làm được, nhưng mà đội anh em bảo ô làm cái này mệt lắm. Thế cái đội anh em cũng làm bảo là gần 20 công mà mỗi ngày thì chỉ đạt được 100.000 ấy. Thì vừa tạo điều kiện công an việc làm cho anh em thôi, nhưng mà thực sự là cái quý của cháu trả cũng có ít đấy, thì anh em bảo là vừa giúp cháu trả mà cũng vừa anh em cũng vừa kiếm được đồng tiền để mua mắm múa này, mua sữa cho con đấy thôi. Đúng rồi. Đấy, vừa hôm trước cũng bảo anh em thế. Thì bây giờ là cái có nói qua cái phương án là tới cái căn nhà là làm như nào không, làm giống như nhà em bên kia phải không? Chắc là cứ để sau này tính cái màn bàn xong đó xem mình sẽ làm thường. Lúc đầu chuẩn bị khởi công cái nền ấy thì bác của cháu Trảo hoặc là anh em ấy cứ mong ở đây mỗi người cũng góp một ý, bảo là muốn làm cái này cũng phải theo cái cột đấy ở bên trong, nhưng mà mình bảo là không có, không cần phải làm thêm cái hiện đại, nhưng mà các cụ người ta bảo là vẫn có một cái cột ấy để sau này theo phong tục mình làm nó tiện hơn ấy. Muốn thế cái đấy, nhưng mà cứ lúc nào để và hoàn thiện cái màn bà đó cái này sẽ tính sau. Vì nhiều tức là phong tục người Mông thì muốn bảo có cái cột để sau này không cần phải làm cái sàn gác bếp, nhưng mà cái cột thì nó liên quan về cái phong tục ấy. Sau này bảo thế, ý là bác của cháu trả và bác gái nó cũng có góp ý thế thôi. Có cứ chờ sau này nếu mà hoàn thiện cái nền như thế nào anh Ngọc vào thì anh em sẽ bàn lại với gia đình xem anh em sẽ có thể thay đổi cái cách để làm ấy, thêm cái hướng hiện đại bây giờ có được không ấy. Anh hiểu rồi. Cái chả có hình dung ra được không hả? Hả? Các chú nói chuyện thì có nghĩ được không? Chắc nghe được, nhưng mà ý là sự báo và phải thả lý do chưa? Hả thả thì ý là sự tốt lúc chê ua chê chỉ dùng chê ấy, do ua dùng chê hay là chỉ dùa? Cháu thì chắc còn nhỏ, cũng không biết. Hôm nay thì anh Đào ấy, thì là thứ nhất là chia sẻ lại cái tiến độ làm nhà của cháu Trả. Hôm nay thì chắc là mưa anh em thợ nghỉ hết đúng không? Anh em đội thợ cũng nghỉ rồi, nhưng hôm qua hôm kia cũng bảo là tranh thủ thu ngô ấy, do chờ mưa thế này, hôm nay cũng tiệm trời mưa anh em cũng nghỉ. Hôm nay thì có em Cấy ở đây là đại diện của kênh của anh Ngọc, kênh Bản Sắc Dân Tộc, cũng như là có cháu Trả là hoàn cảnh, mà hiện tại thì là kênh của anh Ngọc cũng là người đang giúp đỡ và hỗ trợ. Vì cũng trong quá trình may mắn thì được sự tin tưởng của quý mạnh thường quân và quý khán giả cũng như là mọi người ấy, thì là cũng có gửi cái phần kinh phí hỗ trợ cho hoàn cảnh của cháu Trả qua kênh Cao Nguyên Đá. Thì có Cái nhá, có Trả đây nhá, thì cháu cũng xin phép là đọc lại cái phần kinh phí đã nhận được, cái số tiền hỗ trợ của quý mạnh thường quân và các nhà hảo tâm ở trên kênh Cao Nguyên Đá hỗ trợ cho hoàn cảnh của cháu Trả. Đầu tiên thì là có gia đình chị Loan Nguyễn ở Úc, thì tổng số tiền mà giúp cháu Trả làm nhà là gửi lần đầu là 40 triệu. Có một anh giấu tên ở Mỹ gửi 300 đô, đổi tiền Việt là được 7.125.000 đồng. Có một cô, một bác hoặc một anh, một chị nào đó gửi hỗ trợ là 500.000, nhưng nội dung chỉ ghi là hỗ trợ em Trả mồ côi thôi. Vậy nên là các bác nào xem được video này, thấy Cao Nguyên Đá đọc được cái phần kinh phí hỗ trợ này, thì là cái phần 500.000 này đã được đọc và cũng như đã được gửi đến gia đình nhà em Trả. Và tiếp theo nữa là gia đình chị Loan Nguyễn ở Úc thì gửi thêm 15 triệu nữa. Thì tổng cái số tiền mà gia đình nhà chị Loan ở Úc thì là gửi là 55 triệu đồng rồi. Và tổng số tiền mà Cao Nguyên Đá đã nhận được cái số tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh của cháu Trả đến ngày hôm nay là 62 triệu 625 nghìn đồng. Thì những cái phần kinh phí này thì gia đình nhà chị Loan Nguyễn thì là gửi cái phần kinh phí là lớn nhất. Thì cũng có chia sẻ với Cao Nguyên Đá là về cái tâm tư nguyện vọng của gia đình là rất là mong muốn là giúp cháu Trả xây được một căn nhà mơ ước mọi người ạ. Còn về cái việc mà kênh của anh Ngọc này, kênh của em Long Cao Nguyên Đá này hỗ trợ hoàn cảnh của cháu Trả xây nhà ấy, thì trước thì là Cao Nguyên Đá cũng có chia sẻ rồi, và cũng anh em cũng có sự bàn bạc thì cũng rất là mong muốn là xây cho cháu một cái nhà, đó là có một cái nhà bếp riêng này, có một phòng khách này và hai phòng ngủ tương tự như nhà của em Cấy. Còn về cái việc mà như em Cấy vừa bảo rồi đúng không? Cái việc có làm cột hay không ấy, thì bây giờ mình cứ mở cái phần nền nhà trước. Sau xuôi rồi thì mình sẽ đo đạc này, tính toán này, cân đối với cái chi phí. Và cái kinh phí mà hiện tại hai anh em đang giữ cái phần kinh phí để làm nhà cho cháu, thì làm sao là mình tính toán một cách hợp lý đấy. Không phải là xây nhà không đâu mọi người ạ. Trong khi xây nhà xong này thì còn mua những cái trang thiết bị vật dụng trong nhà nữa.
thì tính toán làm sao cho nó chi li tỉ mỉ, nó cẩn thận nhất có thể, mà sử dụng những cái đồng tiền của quý cô bác và mọi người gửi đến ấy, là làm sao cho nó có cái giá trị của cái đồng tiền nhất, chứ không để thừa hay là để dư, hoặc là mua những cái vật phẩm mà nó chưa thiết yếu cho gia đình, mà đặc biệt là cháu thì còn rất là nhỏ mọi người ạ. Để chả có cái lời cảm ơn gì chị Loan, chị Loan Nguyễn gia đình cô Loan Nguyễn này, chú giấu tên này đấy. Cảm ơn cháu, cảm ơn cô Loan Nguyễn đã gửi tiền cho cháu ấy để làm nhà. Nói cháu đi. Rất là cảm ơn cô Loan Nguyễn. Cô Loan Nguyễn gửi tiền cho cháu. À đây chú ấy, đặc biệt nhá, cô Loan Nguyễn là con đấy, còn hai ông bà đấy, còn ông bà nữa đấy, thì bây giờ chả phải khoanh tay vào đấy, bảo con cảm ơn ông bà đấy. Để khoanh tay vào đây. Con cảm ơn ông bà và mọi người. Con cảm ơn ông bà. Cô cảm ơn ông bà. Và mọi người. Đấy ạ, tiện thể nhân đây thì em cái cũng thay mặt cháu trà cũng rất là cảm ơn cô Loan Nguyễn, tức là chị Loan Nguyễn và ông bà đã gửi cái khoản tiền rất là lớn để cho cháu trà đủ cái kinh phí để làm cái ngôi nhà trên nắng trên mưa cho cháu, vì cháu cũng tuổi rất là còn nhỏ. Đây là sự mong ước của cháu ạ, từ lúc vì em cái vừa chia sẻ cái hoàn cảnh này cũng được các cô bác của bên cái anh Long Công Nguyên Đá cũng ủng hộ rất nhiều, mà tất cả quý khán giả bên cái kênh của kênh Bản Sắc Dân Tộc, các cô bác cũng rất là mong là cháu trả sớm có cái cô nhà ổn định ạ. Thì nhân đây em cái không biết nói gì hơn, chị có cái đô lơ cảm ơn chị Loan Nguyễn có một cái sức khỏe dồi dào mà luôn thành công trong cuộc sống ạ. Thì còn về cái nền nhà cái đấy thì em cái hôm nay cũng đội anh em ấy, đội thợ phá đá cũng nghỉ rồi, anh em cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện cái màn bà cái nền trước. Thực sự là anh em cũng rất là mong muốn để di chuyển cho cháu tìm cái mảnh đất gần mặt đường, nhưng mà cũng rất là khó. Vì cũng mấy hôm trước em bắt đầu vào đây cũng đang hỏi dò bà con cũng bảo là không có, dù có họ cũng không bán và không đổ nữa. Thật mình đã tính ra cái phương án, tức là tìm đất để làm nhà cũng rất là khó thôi. Bây giờ tiện là cái nền đất này, trước kia cũng là bố mẹ của cháu trả thì cũng bảo là thôi cứ làm ở đây. Mình cũng tuy cái đá cũng rất là khó, nhưng mà cũng chi ra cái khoản tiền ấy, hơn chục triệu là bao nhiêu mình cứ phá cái đá. Do cái đá thì nó không giống như cái đất ấy, mình cũng không thể làm mở rộng được. Đúng rồi. Cả mở rộng thì nói chung là cái nguồn kinh phí nó cũng tốn rất nhiều ấy. Mà anh em bảo là cứng quá không đặt ra được. Ở đây chỉ có mà nếu có mì giống như mấy cái năm trước ấy, 10 năm trước thì mình dùng nổ mì thì nó nhanh hơn. Còn dùng mấy khoan này xong rồi đặt ra thì cũng không thể ra được cái tản to thế này. Thì vừa rồi ấy, thì em cái cũng nói về cái vấn đề là mua đất. Thì trên kênh của Cao Nguyên Đá thì cũng rất là may mắn có một chị. Thì chị cũng có liên hệ là muốn hỗ trợ là cháu trả và em già mỗi người là 30 triệu đồng là để mua đất ở ngoài. Nhưng vừa rồi thì em cái cũng đã trả lời cái câu hỏi đấy cho Cao Nguyên Đá rồi. Thứ nhất như này mọi người ạ, về cái việc mà để mà mua được đất mà chuyển được cháu trả và em già ra mà ở cùng nhau ấy, có thể ở cái khu vực nó trung tâm hơn. Nhưng mà cái điều đấy thì rất là khó. Nó phải thứ nhất nó liên quan đến cái việc nó là cái nương, đất nương của bà con đi làm ấy, hầu như là đất nương ở đâu ấy thì nhà sẽ ở gần khu vực đó. Và như em cái nói là bây giờ mà mình muốn mua ấy thì chưa chắc bà con đã muốn bán. Bởi vì những cái đất mà gần mặt đường ấy thì đất ở đấy lại rất là ít đá. Đấy, nó gọi là đất cầy được nhỉ. Em giờ đi trồng ngô là đất cầy, gọi là đất béo. Đấy đấy. Thì bà con ít khi là bà con bán đi hoặc là đổi lắm. Thực sự luôn đấy, bởi vì là tất cả những cái mà cái lương thực chính của bà con thì là phụ thuộc vào cây ngô thôi. Thế những cái mảnh đất đấy thì là cây ngô nó sẽ rất là tốt. Đấy, thu được ngô nhiều nên là bà con không bao giờ muốn bán hoặc muốn đổi. Trừ khi là gia đình có người mất ấy, phải bán đi để làm đám ma ấy, thì là bà con sẽ làm thôi. Thì cũng có rất nhiều các bác, các cô là có nguyện vọng là giúp đỡ cháu trả, giúp đỡ em già. Nhưng mà thực sự là cái điều mong mỏi của mọi người ấy, thì cũng chưa có thể là đạt được đến cái điều mà mong muốn của mà mọi người đang hy vọng. Nhưng mà thôi mọi người ạ, bởi vì là như này, những cái mảnh đất ở đây, ví dụ như bà con người Mông ấy, muốn chuyển đi một ở một nơi khác là phải dựng một cái nhà tạm chăn nuôi ở đấy, nếu như con vật không chết, đấy, con cái không ốm, nhà em nhờ. Thì thường là người Mông hay có cái quan niệm kiểu như mình phải sống ở đấy tầm ít nhất phải một năm, trong vòng một năm, hoặc là xem mì con người mình không ốm này, vật nuôi nó sống thoải mái kiểu như lúc đó thì người ta mới ở. Nếu mà cứ tự dưng mình chuyển một phát làm nhà to ở đấy xong một thời gian nó không ở được thì cũng bỏ phí này. Đúng rất rồi. Nhiều thì bà con thường hay đi ở đấy một thời gian ấy. Đúng rồi.
Thế nên là như mọi người xem video ấy, nếu như anh em làm công tác thiện nguyện ở đây, như em Cái hoặc là như em Long ở đây, nếu như mà đi mà mình mà không biết những cái phong tục đấy, mình nhìn những cái căn nhà tạm dựng ra ấy, và lúc mình vào hỗ trợ ấy, là để hành ra hỗ trợ nhầm người ấy, đúng không em? Vâng. Chả thì... À, hôm nay em Cái là còn giúp Cao Nguyên Đá đón cháu Chả từ trường về đấy. Bởi vì là như thế này, hôm nay mà vào công khai tài chính này cũng như là nói về cái việc mà giúp đỡ cháu Chả làm nhà ấy, không có cháu ở nhà thì thực ra thì nói chỉ có Cao Nguyên Đá với em Cái và quý khán giả nghe thôi, thì bây có cháu ở đây thì là cũng nói rõ ngọn ngành là như thế nào rồi. Đấy, và em Cái thì cũng có hỏi em hỏi cháu Chả đó, thì là nói về cái lý do mà ngày hôm nay là Cao Nguyên Đá đã vào để quý cô bác và mọi người có thể là nắm được. Còn về cơ bản và sơ bộ về cái nền nhà của cháu Chả thì đội thợ cũng đang tiếp tục là phá đá. Nhưng ở đây mọi người ạ, mình nghĩ thì chắc là đá ở đây là dừng lại, nó không phá nữa đâu. Bởi vì là có phá nhá mọi người nhá, phá thì nó cũng chỉ phá đến chân này thôi. Mà càng phá xuống thì cái đá âm nó càng nhiều. Sau đấy thì mình lại làm móng, mình xây ra thì cái nền nó sẽ phải tôn cao lên, cứ cao dần đấy. Nếu mà phá kịch vào trong kia thì cái nền sau này nó sẽ cao lên bằng này. Cao quá. Đấy, mà tốn chi phí lên rất là nhiều. Có thể là ngày mai ngày kia thì đội thợ mà làm ấy thì anh cũng sẽ vào một lần nữa. Vâng. Nhá Cái nhá. Vâng. Thì là vào anh em tính toán cái phương án làm sao cho nó tối ưu nhất có thể. Thì ở đây cũng lúc đầu anh em tính ra nếu mà ở đây ví dụ mà đất thì mình có thể mở rộng đi vào bên trong, vào sau bên trong đấy. Ừ. Xong thì mình không cần phải đổ cái sàn hiên bên ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà không có, bây giờ cứ tính cái hướng thì cũng khó. Bây giờ đá thì lúc đầu anh em mới tính bảo là sẽ phá bên trong, xà phá vào thì phải như mình làm cầm vào sau bên trong đấy, số lượng đá nó nhiều mà cũng to quá, giống như lúc đầu lúc đấy anh nói thì mình cũng khó đi vào bên sâu quá, thì mình sau này mình kè cái móng mình cứ cần là cao lên nữa. Thì anh em bảo thôi bây giờ thì chỗ nào mà không phá được chắc chịu, trừ khi là nổ mì giống như anh em nói. Cũng cũng đúng đấy mọi người, mọi người nhìn nhìn thẳng lên trên này nhé. Nếu mà càng mình càng phá càng sâu thì cái gọi là cái tả ly âm của cái nhà ấy thì cái phiến trên phiến đá trên kia nó càng cao, mà cái nguy cơ mà chẳng may không may thôi thì mưa gió mà đá nó yếu chân mà nó lăn xuống thì đúng là mất mất căn nhà. Nhưng hiện tại về cơ bản nếu như mà hiện tại đang dừng lại ở chỗ này này thì tăng là khối đá liền thì nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố là an toàn hơn đấy. Thì lúc đầu cái hòn nó to ở đây ấy. Thì đặt ra em cũng tưởng là nó chỉ tầm khoảng 2 khối, nhưng mà hóa ra đặt ra đây đá cũng nhiều, tầm 2-3 xe đấy. Thật ra lúc đầu cái hòn nó to đây vướng ở đấy. Còn mình cứ tưởng là đặt ra chắc tầm hơn 2 khối đi, xong đặt ra này. Thì anh em đội thợ phá đá bảo nhìn thế nó phá ra cái hòn đá nó nhiều lắm, cái lượng đá nó không giống như đất ấy, thì có thể cuốc ra cào ra được. Đi anh em đi vào đây nè, mưa lại bắt đầu nặng hạt, dày hạt hơn rồi. Đang mưa phùn những kiểu này thì không lâu mới tạnh được ấy, chỉ làm đường trơn. Nói chung là như thế này mọi người ạ, có những chỗ có những nơi ấy là còn phải đi mót từng viên đá một, nhưng có chỗ thì bây giờ hiện tại là đang thừa đá, không biết sử dụng vào việc gì. Ở đây đá thì nó cũng phải thoải mái rồi. Đúng rồi. Còn ví dụ cái khu của em còn phải đi mò đi kiến về ấy, mình còn đi mua về hoặc là thuê họ đặt về mới có. Đồ núi đất thì ví dụ được cái này mất cái kia ấy, giống như đây. Đúng. Ở đây ví dụ đá thì thừa rồi, nhưng mà mỗi tội là mình làm cái nền cũng vất vả. Cái chi phí cũng tiền nó cũng tốn nhiều hơn ấy. Đây các bác ạ, thì Cao Nguyên Đá cũng xin phép là chia sẻ thêm một chút nữa. Chắc chắn là mọi người mà xem trên kênh của Cao Nguyên Đá thì sẽ nói là nếu mà đá thừa như thế này thì là sẽ thuê máy sắt bột đá về để sát. Nhưng mà đấy với trường hợp là gia đình là có người nhà để hộ đấy, có nghĩa là ví dụ là còn bố còn mẹ hoặc là còn ông bà, nhưng cháu Chả thì bây giờ có một mình, một thân một mình thôi. Nếu như mà bây giờ số lượng đá này mà đập ra nhờ người thuê máy đến sát thì cháu còn bé đấy, không biết bao giờ cháu mới trả hết cái công mà người ta đến giúp mà đập đá để làm nhà đấy, đúng không? Thì thuê được khoán được người ta ấy, thì mình cũng dễ bảo người ta hơn là như thế nào. Bởi vì là mình đã nói rõ là phải làm như thế này, là bà con sẽ phải làm như thế này. Nhưng còn trường hợp mà bây giờ anh em họ hàng đến
được tiền nấu cơm, mua thức ăn các thứ, còn nhiều khi nó còn quá cái tiền thuê. Đó là với cái hoàn cảnh của cháu Trả. Còn hoàn cảnh khác thì mình không nói đến, bởi vì là kia là người ta lớn, là người lớn rồi. Thì trong cái quá trình mà từ lúc khoảng tầm 15 tuổi cho đến cái giai đoạn 20-25 tuổi đi, là thời gian đấy đi hộ người ta rất là nhiều rồi, em hiểu không? Mình kiểu như mình đã đổ được công ấy, đổ được công họ đấy. Thì nhờ họ thì vẫn được rồi. Còn cháu Trả thì đang tuổi ăn tuổi học, đang đi học nữa. Thì thực sự cái hôm trước cái chú đá này, em về đây anh em đội thợ phá đá mới kể ra cái chú này mà nếu mà nhờ anh bà con thì chưa chắc một tháng thì hoàn thiện như thế này. Anh em nói thế thì em mới bảo là thôi, vì em cũng biết là cháu Trả còn nhỏ mà mình cũng không muốn nhờ anh em đấy, không phải không muốn mà nhiều cái cũng lấy cái tiền đấy, tiền để mua thức ăn mà anh em vào làm ấy. Nói chung là bà con ở đây anh cũng thế nhá cô bác ạ, mình nhờ nó lại làm một kiểu không. Đúng nó rồi. Không thể làm nhiệt tình bằng mình thuê khoán được. Thuê khoán cho họ thì dù nắng nóng họ vẫn làm phải không? Đúng rồi. Mình nhờ thì họ sẽ đập làm một lúc xong vẫn nghỉ thôi, thì lúc đó mình cũng không biết nên nó nhiều nữa. Thực sự là anh cũng biết là bà con đây mình nhờ thì nó làm có thể một kiểu, mà thuê thì khoán cho họ thì làm một kiểu luôn. Đúng rồi. Thế Chả có biết là mình sắp được có nhà mới chưa? Hả? Sắp có chỗ ở mới chưa? Có biết không? Biết không? Biết à? Thích không? Thích. Ước mơ của Chả có mong ước là có ngôi nhà hay có cái gì nữa à? Hả? Ước mơ có cái gì? Hả? Sao có tỏ trí à? Không nói nên lờ à? Phải không? Hả? Muốn có một cái ngôi nhà để chơi nắng chơi mưa phải không? Vâng. Thực sự là cháu Trả nếu mà có ngôi nhà riêng rồi xong thì mình đi học về cuối tuần về cũng yên tâm hơn nhiều anh ạ. Đúng không? Không giống như ngày xưa lúc mà em vừa vào đây thì nhiều cái đang ở với bác thật, nhưng mà về mình vẫn còn phải đi làm việc ấy, kiểu như đổ bữa cơm ấy. Mình khác có nhà riêng rồi, lúc về cuối tuần mình về thì mình khác tự về nhà mình ngủ này, thoải mái hơn. Đúng rồi. Quan trọng là có nơi để về mọi người ạ. Nếu như mà đây, trước là vẫn ở trong cái túp lều thế này. Và cái thời gian mà đi học ấy, thực sự là không biết là cháu nghĩ như nào. Đến lúc đi học ấy, thích ở trường hơn này, thích hay là thích ở lều hơn? Yes, thì thời chúng ta chơi nhớ, dành nhớ to là nhớ này. Lúc mình, ví dụ mình không ở nhà, không có nhà ở ấy, thì cháu thích ở lều hơn hay là thích ở trường ấy? Hả? Nghĩ nhớ to siêu là? Dạ, chúng ta chơi nhớ mà chơi nhớ luôn. Hả? Yes, chúng ta chơi nhớ, nhớ đi, nhớ to cái gì. Tức là mình không nhà ở thì nhưng mà cuối tuần thì về thì mình vẫn có túp lều thì nó vẫn vào ở thôi. Không có chỗ nào ấy ngoài cái túp lều ra thì vẫn ở, nhưng mà thực sự cháu Trả bảo là ở trường ấy nó sẽ nhiều hơn, vì mình không có nhà cửa thì về nhà ít ấy. Còn so với như cháu kiểu như có bố mẹ thì cũng đi học có khi hai hôm ấy, chỉ chờ cuối tuần nữa thôi. Một hai ngày bố mẹ đi đón rồi về nhà, còn cháu Trả thì cuốn tường mới về thôi. Đeo chú xem móng tay em nào. Đấy, đây nhá, hôm nay là ông bà nhà cô Loan Nguyễn ấy có nhờ chú là mua cái bấm móng tay vào cho Trả. Đấy, ông bà quan tâm lắm, lo cho từng tí một. Anh Long cắt hộ cho này, cắt móng tay ra này. Cắt móng tay á? Không, để cháu tự làm thôi nào. Chia, cắt ra nhá. Đúng rồi. Ông bà cũng quan tâm nhỉ? Cháu Trả rất là may mắn ấy. Phải cảm ơn tất cả quý khán giả và mọi người. Tất cả mọi người đều xem, đều chú ý đến từng những cái chi tiết nhỏ của cháu Trả luôn. Vâng. Nhưng mà thực sự là cái hoàn cảnh của cháu thì đáng thương. Từ lúc mà bố mẹ mất thì vừa mới hơn một tuổi thôi. Xong thì số mình cũng không may mắn nên lại vừa mới 7 tuổi thì bố lại mất. Toàn là một cô từ rất là nhỏ. Thì thiếu bữa ăn, tức là được bữa no bữa đó, kiểu như thiếu chất dinh dưỡng. Nhìn thấy cháu Trả 13, sắp 14 tuổi nhưng mà vẫn còn con. Nhìn thấy ai bảo 14 tuổi đâu, 13, 14 tuổi đâu. Cái này thì chắc là chỉ bằng học sinh lớp 3 tuổi, lớp 3, học lớp 3. Đang học lớp tầm 3 9 đến 10 tuổi. Vâng. Như ở dưới xuôi là các bạn dưới kia là cũng cao lớn như cháu Trả rồi. Thì thực sự là em thì vào đây em không biết, nhưng mà nghe cái câu chuyện của chị gái cháu Trả kể ra thì cũng khóc. Vì chị đấy cũng lớn tuổi hơn ấy. Lúc mà
chị đấy cháu trả hơn 1 tuổi thì chị cũng 4-5 tuổi rồi, chị trông được em rồi. Thì chị biết được cái hoàn cảnh rất là khổ. Xong chị kể ra từ mẹ mất xong thì kiểu như bơ vơ, không ai thương anh em dòng họ hoặc là bà con hàng xóm ấy. Lúc đó thì chị vẫn đi được, cống được cái em. Mình đi sim kiểu như là đi vào nhà nào mà thương ấy thì mới cho một bữa thôi. Kiểu như múc ra một ít mì mén về cái bát ấy. Xong cho hai chị em ăn, nếu mà hộ nào không thương thì không có bữa nào ăn. Lúc nghe cái câu chuyện chị kể ra chị cũng khóc mà. Người chị của cháu trả thì từ lúc bố mất thì chị cũng kể ra là chị một bé đấy, là vừa là bố vừa là mẹ. Xong thì cháu trả bắt đầu đi học và đi ra trường chính học rồi chị mới đi lấy chồng. Chị kể thế thì tính ra là chị của cháu trả mới biết được về cái cuộc sống thì cái khổ ấy. Mình gặp được cái lúc bố mẹ mất thì mình còn biết ra là người ta hắt hủ kiểu như là hàng xóm ấy, không ai thương đến thì cảnh ngộ kiểu như mồ cô không bố mẹ thì nó cũng không giống như là như hoàn cảnh như gia đình có bố mẹ. Đấy, cắt, cắt được ngon lành biết cắt mà. Móng tay không được để dài ấy. Móng chân nữa, nhưng mà móng chân thì khi nào rửa chân thì cắt. Lúc nào rửa chân thì cắt ra nhá. Rửa chân thì cắt, cái này con cất đi, cất vào túi. Cái này mang đến trường là có hòm không nhỉ? Có hòm đi cặt. Cái cặt đi. Khi cất vào ba lô, xong khi nào nó dài thì lại mình lại cắt nhé, chả nhớ chưa? Nhớ. Để đi vào để ba lô nhá. Quý cô bác ạ, thì hôm nay vào thì cũng có thông báo lại cái phần kinh phí hỗ trợ cho hoàn cảnh của cháu trả ở trên kênh của Cao Nguyên Đá rồi. Cũng có em cái là đại diện kênh Anh Ngọc của Sắc Dân Tộc là cũng có nắm được, và hai anh em là cũng có chia sẻ lại hoàn cảnh của cháu cũng như là cái cách thức mà tới là sẽ làm nhà như nào, và cái tiến độ làm nền nhà đến thời điểm ngày hôm nay nó đang ở giai đoạn nào rồi. Còn bây giờ thì là Cao Nguyên Đá xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Bởi vì như thế này mọi người ạ, em cái bây giờ là sẽ phải đưa cháu trả ra ngoài trường chính đó, thì cũng không muốn ảnh hưởng đến cái việc học của cháu ấy. Đây thì là các cháu chỉ học buổi sáng thôi đúng không hả Trả? Học buổi sáng à? Vâng. Buổi chiều có phải học không? Không. Không học à? Thì không học. Thường nếu mà học thì 3 giờ chiều hoặc là ôm lại, kiểu như ôm lại thôi. Rồi. Tầm 3 giờ chiều là lên lớp đúng không? Như kiểu làm bài tập về nhà. Làm bài tập về nhà mình ôm ấy. Đúng rồi. Đấy thì cũng phải chia sẻ và nói rõ cho quý cô bác và mọi người là nắm được, chứ không lại lo đến là ảnh hưởng đến cái việc học tập của cháu. Thì qua đây cũng cho Cao Nguyên Đá một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi hỗ trợ hoàn cảnh của cháu Trả bên kênh của anh Ngọc cũng như bên kênh của Cao Nguyên Đá, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến gia đình nhà cô Loan Nguyễn ở Úc cũng như là anh Dấu Tên, và một phần tiền của một cô gì chú bác gì nữa cũng gửi cho cháu Trả trên kênh của Cao Nguyên Đá tin tưởng và đồng hành cùng anh em để giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Trả. Xin chào các bạn. Xin chào lại mọi người. Đây đây, có quà cho Trả. Lúc ấy đi đường ở kia này. Anh Lăng lấy quà về à? Đây xin đi. Cháu xin chú hai tay nào. Mình ra hai tay. Cháu xin chú. Được anh Long đây là mua chợ về hay là hái ở anh hái đó? Ở ven đường. Ven đường á? Đi qua cái đường vào nhà Trả là cái chỗ bên kia là bà con người gì nhỉ? Người Nùng à? Người Nùng ấy trồng ruộng cạnh ruộng lúa ấy. Ôi nhiều lắm mọi người ạ. Cái nào dừng lại hái. Nhưng mà vào ấy để ý là Trả cũng có cây này. Ở đây có mà. Có nhưng mà bà con đây nó chung là chín quả nào thì bắt đầu hái quả để ăn ấy. Trẻ con đi các cháu cũng hay thấy quả nào gần chín thì hái ăn thôi. Thực sự là ở đây là mấy cái cây này ổ tự nhiên ấy. Đúng rồi. Nó cằn lắm mọi người ạ. Thế thôi nhá. Đi bây giờ chú Cái đưa ra trường nhá. Vâng. Anh cảm ơn Cái nhá. Vâng. Thế em đưa Trả đi nhá.